Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay clip để chia sẻ với mọi người cách chơi bài hát phía sau một cô gái của tên Cookie. Về bài này thì hôm nay sẽ có một cái đặc biệt một chút, đấy là ngoại trừ cái cách chơi bình thường của mình thì mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn thêm một cách chơi nữa của bạn Dung Nguyễn Ukulele. Mọi người có thể search kênh YouTube của bạn ấy để nghe cái bản cover rất là hay của bạn ấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài hát luôn nhá. Đầu tiên là bao giờ cũng là phần tay trái trước đúng không? Thì đối với bài này thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 hợp âm. Coi là 5 hợp âm cũng được, nhưng mà nói chung là sẽ có 6 hợp âm nhé. Đầu tiên sẽ là pha trưởng ký hiệu là F. Ngón 1 các bạn đập vào dây 2 ngăn 1. Ngón số 2 là ngón giữa đập vào dây 4 của ngăn 2. Pha trưởng. Tiếp theo là son trưởng ký hiệu là G. Ngón 1 đập vào dây 3 ngăn 2. Ngón số 2 đập vào dây 1 ngăn 2 và ngón số 3 đập vào dây 2 của ngăn 3. Son trưởng. Tiếp theo là la thứ cực kỳ dễ. Duy nhất ngón số 2 đập vào dây 4 của ngăn 2. Tiếp theo là mi thứ. Cái này thì là giống như hình bậc thang đi lên ấy. Và bắt đầu từ dây 1 của ngăn 2. Bước thêm một bước, bước lên một bước. Giống hình bậc thang đúng không? Mi thứ. Tiếp theo là đô trưởng, duy nhất một ngón số 3, 1 2 3 ấn vào dây 1 của ngăn 3. Và đô 7 dùng ngón 1 ấn vào dây 1 của ngăn 1. Rồi, đây là những hợp âm chúng ta sẽ sử dụng trong bài này. Về vòng hợp âm của bài này thì thực ra thì nó cũng không có vòng chính xác đâu, nhưng mà nó cũng khá là dễ nhớ đối với bạn nào có trí nhớ tốt. Thì phần lời hợp âm của chúng ta sẽ là như thế này. Còn phần điệp khúc thì sẽ là như thế này. Đấy, nghĩa là các bạn sẽ chơi như thế. Nó cũng, mình nghĩ là nó không quá là khó nhớ đâu. Nhưng mà mình thì mình không thể nhớ được. Cho nên là bạn nào mà không nhớ được như mình thì cứ mở hợp âm chuẩn lên, hoặc là vào Google nhá, search hợp âm bài hát này. Hoặc là mình có thể để ở chỗ phần giới thiệu clip ở dưới, hoặc là trên page, trên Facebook của mình. Các bạn có thể xem theo nhé, hoặc là các bạn có thể chọn tông ở đấy mà phù hợp với giọng hát của các bạn. Còn mình thì mình sẽ hướng dẫn bạn tông này, mình nghĩ là khá là ok, hợp hợp giọng với cả nam và cả nữ rồi đấy nhé. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang phần tay phải này. Về phần đầu nhẹ nhàng chúng ta sẽ giải thôi đúng không? Cái này thì khá là quen thuộc rồi. Đấy là điệu giải như sau. Các bạn đặt lần lượt 4 ngón tay và 4 dây đàn này. Nhớ đừng đặt quá sâu nhá, đặt vừa đủ thôi, giải làm sao cho nó thoải mái là được. Rồi cách giải này mình sẽ đọc số dây nhá. Chập chập, cái là bạn có thể giải chập vào 4 dây hoặc là 2 dây 1 4. Chập 3 2 3 1 3 2 3. Các bạn nhớ đây là số thứ tự dây nhá. 1 2 3 4 này. Chập 3 2 3 1 3 2 3. Chuyển hợp âm 2 3 1 3 2 3. Chuyển hợp âm. Đấy, cứ hợp vòng như vậy các bạn chuyển âm nhá. Mình sẽ ghép thử này. Nhiều nhiều khi anh mong một lần được nói ra hết tất cả, thay vì thôi đang yêu nhé em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đúng không? Đấy là một cách nhá. Cách này thì khá là dễ vì nó đủ 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, không phải nghỉ gì nào hết nên các bạn sẽ đỡ hơn một chút. Còn cách tiếp theo này thì nó nghe nó cũng rất là hay, nhưng mà là cách của anh Dung ấy, nó cũng rất là hay nhưng mà nó lại có một nhịp nghỉ. Cho nên bạn nào cố gắng, các bạn cố gắng tập tay nhuần nhuyễn hơn một chút thì sẽ hơi khó hơn một chút, vì nó rất dễ bị kiểu bị mất nhịp ở cái chỗ đấy ấy. Cách giải đấy như sau. Chập vẫn là chập cả 4 giây nhá. Chập 3 2 1 nghỉ 3 2 3. Được chưa? Chập 3 2 1 nghỉ 3 2 3. Chập 3 2 1 nghỉ 3 2 3. Là 3 2 3 chữ mình vừa nhầm. Nhá, thì ghép vào sẽ là chập 3 2 1 nghỉ 3 2 3. Chuyển 3 2 1 nghỉ 3 2 3. Chuyển 3 2 1 nghỉ 3 2 3. Thử vào nhá, nó sẽ thành như sau này. Đừng nghe bạn, nó sẽ là như thế nhá. Các bạn cứ đúng hết một vòng các bạn chuyển âm.
sang đến phần điệp khúc thì mình sẽ nói cho các bạn, nói qua cho các bạn cái cách của bạn Dung trước nhá. Tại vì nó cũng vẫn là, nó vẫn kiểu giống như là giải ấy. Rồi, điệu đó như sau này. Các bạn này, cái dây này nhá, mình sẽ gảy là xuống nhá. Bởi vì cái dây trên, trên dây 4 này này, mình sẽ gảy xuống như này, mình gọi là xuống, được chưa? Lên là 3 dây này, 1, 2, 3, là 3 ngón tay là lên. Mình hất lên, xuống, lên, xuống, lên, được chưa? Điệu là như sau này, xuống, lên, chặn, lên, lên, chặn. Cái lên, chặn hay cái lên, đấy thì lại là cả 4 dây luôn nhá. Xuống, lên, chặn, lên, lên, chặn, xuống, lên, chặn, lên, lên, chặn, xuống, lên, chặn, lên, lên, chặn, xuống, lên, chặn, lên, lên, chặn. Cái cách này thì cứ một vòng như thế các bạn đổi âm nhá. Như sau này, xuống, lên, chặn, lên, lên, chặn, chuyển, lên, chặn, lên, lên, chặn, chuyển, lên, chặn, lên, lên, chặn, chuyển, lên, chặn, lên, lên, chặn nhá. Mình ép thử một chút này. Nên lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể nắm chút xa âu yếm hơn. Ngàn nguồn sóng bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một cô gái. Cách tiếp theo chúng ta có thể dùng cho điệu này là một điệu khá là quen thuộc, là điệu ballad khá là quen thuộc của chúng ta rồi nhá. Cái cách đánh như sau, cách chơi như sau. Xuống, nghỉ, lên, 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 xuống, lên. Đấy là một vòng. Lại này. Xuống, nghỉ, lên, 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 xuống, lên. Các bạn nghỉ, các bạn phải đưa tay xuống nhé. Không phải là xuống, nghỉ, lên nhá. Cái đấy rất dễ bắt nhịp nhớ nhé. Xuống, nghỉ, lên, 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 xuống, lên. Được chưa? Cứ như vậy các bạn. Thế một vòng vậy các bạn đổi hợp âm như sau này. Xuống nghỉ lên 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 xuống lên xuống nghỉ. Lên 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 xuống lên xuống nghỉ lên 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 xuống. Ghép thử nhá, ghép thử nhá. Là như thế. Bài này mình bày ra như vậy là bốn cách chơi, nhưng các bạn có thể dùng một cách đấy cho cả bài đều được nhé. Một cách cho cả bài đều được, tùy các bạn. Hoặc hai cách cho cả bài, ba cách cho cả bài, hoặc là bốn cách cho cả bài nhé. Cái đấy là hoàn toàn tùy các bạn phối với nhau, được chưa nhá.